Những ngày đầu hè, nắng nóng khiến hàng trăm hộ dân các huyện miền núi Phước Sơn, Nam Giang thuộc tỉnh Quảng Nam lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Theo đó, tại xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn có trên 100 hộ dân sinh sống. Hơn một tháng qua, nguồn nước tự nhiên trên núi dẫn về không đủ sinh hoạt, còn bể chứa nước chung dần cạn kiệt. Các hộ dân phải mang can nhựa đến xếp hàng lấy nước. Thậm chí, nhiều gia đình phải đi nhiều km để tắm giặt cũng như có nước để phục vụ sinh hoạt. Đại diện xã Phước Xuân cho biết, năm nay thời tiết thay đổi thất thường, nắng hạn gây thiếu nước trên địa bàn. Xã đã đề xuất cấp trên đầu tư khoan hai giếng để giải quyết tình trạng thiếu nước cho người dân, đồng thời vận động người dân vệ sinh đường ống, bể nước tự chảy. Theo Phó Chủ tịch huyện Nam Giang, các công trình nước sạch được đầu tư trên địa bàn huyện đều đã xuống cấp hư hỏng. Do vậy, huyện đang lên phương án khắc phục đầu tư mới để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt về lâu dài trên địa bàn.